Minh Đường Tử vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 6 tháng 4 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Tử vi thứ ba của tuổi Tý cho thấy, người tuổi Tý đang tìm được niềm vui trong chuyện tình cảm khi mà bản mệnh nhận được những lời tỏ tình từ người khác phái có điều mọi thứ đến quá nhanh khiến bạn hơi ngỡ ngàng tuy nhiên bạn chưa tìm được cách để có thể tìm ra đâu là người thực sự phù hợp với mình tam hợp quý nhân sẽ giúp bạn phần nào trong chuyện này để bạn có thể lắng nghe tiếng gọi trái tim mình mà không bỏ lỡ nhân duyên lại thêm trong ngày gặp thương quan giáng họa những nỗ lực trong công việc trước đó không đem lại hiệu quả như mong muốn nên con giáp này có phần buông xuôi không muốn tiếp tục cố gắng nữa dễ vì thế mà hiệu quả công việc giảm sút tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim cẩn thận đề phòng bất chắc nhờ quý nhân giúp đỡ khéo léo trong cách giải quyết công việc chờ đợi tin tức khác sắp xếp lại công việc sửa chữa máy móc xe cộ tu bổ đồ đạc làm phước chữa bệnh không nên tranh cãi sẽ gặp chuyện phiền lòng cầu hôn sự không tốt có tài lộc nhưng dễ hao tài cho đồ đạc xe cộ máy móc nhà cửa tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nên cẩn trọng về việc đi lại di chuyển gặp chuyện không hay dù tình thế bắt buộc phải đi gia đạo bất an có chuyện buồn không nên có sự đối đầu ngang ngửa khi việc xấu đến cần phải bình tĩnh để giải quyết phía sau của vấn đề còn có nhiều người dòm ngó mưu sự mà mình chưa biết sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro tử vi tuổi mậu tí thuộc mệnh hỏa công việc còn trải qua nhiều khó khăn bận rộn không nên hấp tấp nên có sự tham khảo ý kiến của người khác. Có nhiều áp lực, hoặc ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng nếu bền trí thì sẽ thắng lợi. Cần đề phòng những rủi ro bất chắc liên quan đến sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân. Nên thử thời vận. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Có quý nhân hoặc có cơ hội đem đến lợi lộc cho mình, nhưng cũng không nên mừng vội vì phải có sự trả giá, điều kiện hoặc vì tiền bạc chỉ đem lại những bất hòa, xích mích về tình cảm, hoặc phải chi dụng vào những việc buồn về đình đám, xe cộ, máy móc, án phí, lệ phí, thuế, đau ốm, sức khỏe, tăng tóc, tai nạn của mình hoặc người thân. Có tin xa, mọi sự sẽ đến hai lần. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Không nên để cho mình ở trong thế kẹt hoặc bị ràng buộc. Hãy thẳng thắn nói lên ý kiến của mình dù biết rằng sẽ có nhiều bất hòa, tranh cãi. Cẩn trọng khi đi đứng, di chuyển, có rủi ro. Mọi dự tính chưa có thể tiến hành. Nên chờ đợi, có tin buồn, tài lộc chậm, chưa đến. Con số may mắn, 1, 3. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ, dậu thân, tị. Tử vi tuổi sửu. Từ Vi ngày thứ ba này vận trình tuổi Sửu đang gặp được chính Ấn chiếu mệnh mang đến cho tuổi Sửu thêm nhiều động lực để có thể phát triển tốt hơn trên con đường sự nghiệp. Bạn biết cách để mình trở nên nổi bật hơn trong mắt cấp trên để cấp trên trao thêm cho nhiều cơ hội hơn. Trong ngày cũng gặp thổ sinh xuất cho Kim thứ ba này những chú Châu đang gặp phải nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm. Bạn chưa biết làm thế nào để có thể khiến cho người ấy gật đầu ưng thuận trở thành mụn nửa của mình đối với các các cặp vợ chồng tuổi này cần phải bình tĩnh để không mắc sai lầm khi cả hai cùng đang trong cơn nóng giận. Đến bát đũa còn có lúc xô nhau, vì thế chuyện bạn và người ấy mâu thuẫn cũng không có gì quá lạ lùng. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim. Có tin xa về chuyện tình cảm. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, quý nhân. Có tin tức tốt đẹp về công danh, tình cảm của mình hoặc của người thân trong gia đình. Đã đến lúc cần phải giải quyết theo sự hẹn ước, đính ước ngày khởi đầu mọi sự. Nếu công việc, vấn đề đã hoạt động từ lâu nay đến lúc kết thúc cho một giai đoạn, quá trình. Có tin tốt về tài lộc, hoặc có hỷ sự, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Không nên bực bội, cãi nhau khi công việc, tình cảm đến không được như ý. Nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì gọi là thiệt thòi. Sự mập mờ, mơ hồ về giao ước, hứa hẹn sẽ có kết quả ở tương lai. Nên tự trọng và giữ lấy uy tín của mình tiền bạc còn chậm hoặc chỉ là lời hứa tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa chỉ nên chờ đợi sự việc sẽ tự nhiên đến nói nhiều chỉ gây thêm rắc rối phiền toái có lộc nhỏ hoặc lộc ăn quà tặng tin vui đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng hạn kỳ theo sự hẹn ước có tin xa hoặc gặp gỡ người thân tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ dù có gặp chuyện vui cũng không nên quá đáng, sẽ có kết quả ngược lại, hoặc chỉ đem lại sự mích lòng. Dù có tài lộc cũng phải tiêu hao cho những công việc đến hạn kỳ, hẹn ước. Có tin tức ở xa. Có khách đến viếng hoặc nhận được tin tức của họ. Có lộc ăn, quà tặng, dự tiệc nhưng cũng phải hao chút ít. Không nên kèn cửa tranh giành về tiền bạc gây sự bất hòa không tốt. Cẩn trọng trong việc chi tiêu. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi quý sửu, thuộc mệnh mộc. Ngày trung bình. Có sự gặp gỡ bè bạn, hội họp, hẹn ước, hoặc có tin tốt. Có sự chi tiêu, hoặc đảm nhận công việc ngoài dự tính. Trong sự giao hảo nên có sự nhu thuận tránh mọi tranh cãi. Ngày có sự tu bổ sửa chữa hoặc thay đổi ý định vì sự việc đã xảy ra hoàn toàn khác. Không nên quá tin cẩn vào tin tức của người khác đem lại. Con số may mắn, 2, 7. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. Tử vi tuổi dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, cục diện ngủ hành tương xung khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên càng ngày càng tệ hại. Càng muốn giải thích thì lại càng gây thêm hiểu lầm sâu sắc. Trong ngày bạn lại gặp được thiên tài chiếu mệnh, mang đến cho con giáp này nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc những chú hổ không cần phải cố gắng quá mức về việc tìm kiếm tài lộc sẽ có người sẵn lòng giúp đỡ mang đến cho bạn cơ hội để kiếm tiền tuy nhiên tài lộc mà bản mệnh có được hôm nay chủ yếu đến từ nghề tay trái tuổi dần vốn đa tài lại nhiều tham vọng nên bạn sẵn sàng chịu khổ cực để có được những điều mình muốn mà ở đây là tiền bạc tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy có sự thay đổi về công việc phương hướng làm ăn công việc đề phòng công việc đang tiến hành bị ngăn trở, dở dang vì có khách hoặc có tin tức mới cần phải giải quyết. Có tài lộc, có quý nhân giúp đỡ hoặc có tin tức tốt về tiền bạc, công việc. Có hỷ sự, có sự thay đổi, hoặc tu bổ đồ đạc, vật dụng hành nghề. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày sung của bổn mạng. Ngày có nhiều buôn ba lận đận khó khăn, hoặc gặp những chuyện buồn khó giải quyết mà công việc lại trong tình trạng cấp bách. Cẩn trọng nếu gặp sự thư kiện, tranh cãi, nói ngược, sai hẹn. Ngày bị nhiều áp lực nên bình tĩnh, không nên giao du kết bạn, đi chung sẽ gặp họa, gặp điều bất mãn. Chuyện tình cảm chỉ là sớm nở tối tàn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ. Ngày xung của bổn mạng, có rất nhiều biến động, biến chuyển trong công danh, tình cảm, tài lộc khiến mình phải rất bận rộn để giải quyết. Tin tức tốt xấu lẫn lộn, nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ giúp được cho mình nên cẩn trọng trong việc đi lại sử dụng xe cộ máy móc có rủi ro không nên bày vẽ thêm sẽ gặp rắc rối tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc ngày xung của bổn mạng nếu công việc hoàn cảnh tình thế không còn được như ý muốn thì nên thay đổi hoặc đi xa rời chỗ ngày có sự tụ hội đông đảo hoặc có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn sức khỏe không tốt tâm tình bất an nên cẩn trọng khi sử dụng xe cộ máy móc nuôi súc vật không nên tham vọng quá lớn sẽ có điều hối tiếc. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Ngày không tốt, không nên mưu cầu hoặc giải quyết ngay các công việc quan trọng. Ngày có nhiều tin tức xấu, hoặc bặt tin, nên dự tính cho mình đường hướng khác. Trong việc gặp gỡ, bàn thảo dễ gây ra chuyện xích mích, lôi thôi, chơi xấu. Tài lộc dễ hao, có hạn đi xa. Con số may mắn, 48. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường đen vàng quý nhân phù trợ mùi tuất hợi tử vi tuổi mão xem tử vi thứ ba này cho thấy người tuổi mão không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nhờ có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính con giáp này có định hướng của riêng mình và không mất thời gian cho những việc vô bổ vận trình kim khắc mộc có thể bạn đang gặp may về tiền bạc nhưng lại chẳng được may mắn như thế trong chuyện tình cảm khi mà mối quan hệ của bạn đang ở trên bờ vực thẳm có thể đối mặt với chuyện chia tay bất cứ lúc nào bạn tuổi mão cần phải dẹp bỏ cái tôi của mình đừng để lòng tự trọng lấn át hết cả cảm xúc khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt hiểu lầm càng ngày càng sâu sắc mà không được giải quyết kịp thời tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy khi bắt tay vào việc chớ nên chán nản hoặc trước cần cù mà sau biếng nhác muốn bỏ ngang không tốt nên chụp lấy cơ hội dù có hao sức hoặc có sự hao tốn về tiền bạc nhưng sẽ có kết quả có sự gặp gỡ bè bạn quý nhân có tin tức tốt đẹp về công danh tình cảm của mình hoặc của người thân không nên tin cậy về lời hẹn ước có sự sai lệch chút ít có tin tức ở xa nên đối xử với mọi người một cách công bằng bình đẳng sự thiên lệnh về một bên sẽ có sự phật lòng ngấm ngầm tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Gặp quý nhân, bè bạn, có tin vui đến, có lộc nhỏ, quà tặng ăn uống. Nếu có cuộc đi chơi xa coi chừng có sự lạc lối, chờ đợi lâu lắc, bỏ về nửa chừng, hoặc có những sự việc xảy ra ngoài dự tính. Việc làm bị bỏ ngang, bỏ dở vì có tin, hoặc cần phải đi giải quyết công việc khác. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Không nên mưu sự những chuyện lớn lao hoặc lâu dài sự việc dở dang bỏ dở nữa chừng vì có tin tức hoàn cảnh mới hoặc có người đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm ước hẹn nhưng cũng không nên đi tìm sự việc sẽ đến tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu ý nguyện của họ như thế nào thì mình thực hiện như thế đó có quý nhân có tin tức hao tài cho mọi việc quan hệ giao thiệp công việc làm không nên trước chăm chỉ sau chán nản hoặc gặp khó khăn mà thoái lui không có lợi có chuyện tu bổ sửa chữa sắp xếp lại công việc tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim sự chờ đợi tin tức hoặc công việc đã lâu nay sẽ đến làm việc gì cũng nên tiến hành nhanh chóng vì sẽ có sự tạm dừng hoặc dở dang vì có sự việc khác hoặc người khác đến có lộc nhỏ hoặc lộc ăn quà tặng ngày có đám tiệc nhưng không có cuộc vui trọn vẹn như ý con số may mắn 29 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường đen, xanh dương quý nhân phù trợ tuất hợi, mùi tử vi tuổi thìn tử vi thứ ba này cho thấy người tuổi thìn đang gặp nhiều may mắn nhờ có tam hợp cục ở bên đường tình duyên vượng sắc đường công danh cũng thăng hoa như ý, bản mệnh thực sự đang ở trong vận đỏ chuyện tình cảm đôi lứa đang trên đà tăng tiến, người ấy đã dần đón nhận bạn. Hãy kiên trì và thể hiện sự chân thành của mình nhiều hơn nữa, chắc hẳn bạn cũng sẽ có được kết quả mình mong muốn mà thôi. Cộng thêm thiên ấn chiếu mệnh, không phải là điểm báo xấu trong vận trình của bạn, mà nó còn thể hiện sự thăng tiến trong thời gian này của tuổi thìn, khi mà bản mệnh biết cách sử dụng sự linh hoạt, sáng tạo của mình để giải quyết những vấn đề còn đang tồn động. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa mọi kế hoạch dự tính đã được định trước cần phải xem xét lại kỹ lưỡng trước khi tiến hành hoặc sẽ có những vấn đề mới phát sinh khiến phải suy nghĩ lại nên bình tĩnh khi có nhiều tin tức hoặc công việc đến dồn dập tài lộc trung bình có quý nhân hoặc bè bạn giúp đỡ tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nên suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói hoặc hành động dễ bị hàm oan thị phi ràng buộc vì lời hứa ngày dễ gặp nhiều rủi ro trắc trở không nên đi vào đám đông nhúng tay vào chuyện người làm ơn mắc oán sự mong cầu về tin tức chỉ đem lại sự phiền lòng thất vọng đề phòng bị chơi xấu có tin buồn ở xa gặp lại người xưa tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc ngày phải đương đầu với mọi tranh chấp việc đến hoàn toàn không dễ dàng đề phòng mọi rủi ro bất chắc chuyện tình cảm nên thẳng thắn giải quyết nhanh chóng hợp đồng ký kết giao dịch cẩn trọng về chữ nghĩa sẽ có sự giấu giếm lừa đảo hoặc bị sơ sót lầm lẫn đưa đến bất lợi tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim chuyện công danh tình cảm tài lộc nếu đến thì nên làm ngay khi có lợi thì nên dừng bước sự lợi lộc có thể đến chậm hoặc chỉ là có tin hoặc được sự giúp đỡ của quý nhân tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy Mọi việc nên giữ thái độ ôn hòa để thảo luận, bàn bạc dù mình đang bị áp lực hoặc đang gặp nhiều trở ngại chưa có phương hướng giải quyết cho ổn thỏa. Nhưng sẽ có kết quả. Nên chấp nhận sự giải quyết tạm thời. Sau này sẽ có sự chuyển biến. Có quý nhân giúp đỡ. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân tử vi tuổi tỵ cục diện ngủ hành tỵ thân nhị hợp đây là điểm báo cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi tỵ đang đạt được những bước tiến rõ rệt con giáp này sẽ cần phải cân nhắc để xem có đồng ý với lời đề nghị tiến xa hơn của đối phương không đấy trong ngày cũng đang gặp thiên quan xuất hiện cho thấy nguy cơ con giáp này bị tiểu nhân hãm hại là rất lớn công việc vốn đang suôn sẻ lại gặp phải đủ thứ rắc rối bạn cũng đôi phần chán nản khi mà công sức mình bỏ ra không được đền đáp Kẻ tiểu nhân có thể sẽ sắp đặt ra những cái bẫy đáng ngờ mà chỉ cần con giáp này bước chân vào là thòng lọng sẽ thít chặt, khó lòng tháo ra được. Hãy cẩn trọng trong công việc, tránh để mình đi những bước sai lầm. Tử Vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Dù có quý nhân, bè bạn cơ hội đến đem lại lợi ích cho mình, hoặc có tin tốt cũng không nên hấp tấp hành động sẽ không có kết quả trọn vẹn. Việc cầu tài thì khó khăn, phải có sự tiêu hao, hoàn trả chi dụng những việc cần thiết đáo hạn nếu có tài lộc cũng nhọc nhằn hoặc cũng phải có điều kiện. Tiền vào nhanh ra nhanh, có món lợi nhỏ. Dây dưa vào chuyện tình cảm một cách sâu đậm sẽ không đi tới đâu. Có sự phật lòng nhỏ hoặc không vừa ý trọn vẹn. Đề phòng rủi ro. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Sự mong cầu về công danh, tài lộc, tình cảm, còn chậm, chưa đến. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Không nên hấp tấp vội vàng không nên nghe sự hứa hẹn nhiều và chính mình cũng không nên đính ước hứa hẹn chỉ đưa đến sự đa nghi hoặc chỉ tạo cho mình nhiều áp lực tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói việc làm dễ gặp chuyện thị phi lời đồn hàm oan hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau nhất là về mặt tình cảm có quý nhân giúp đỡ tài lộc trung bình có tin buồn về sức khỏe bệnh tật tai nạn công danh của người thân tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Nên âm thầm tiến hành công việc theo ý định của mình. Có sự gặp gỡ lại người xưa, trốn cũ, việc cũ. Chuyện tình cảm đã đến lúc phải có sự thay đổi, đưa đến kết quả hoặc tiến lên, hoặc chia tay. Đến nơi nào cũng không nên ở lâu, bất lợi. Có lộc nhỏ, lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Sự mong cầu về tiền bạc, tài lộc còn chậm, hoặc vào nhanh ra nhanh. Có sự bảo bọc chi phí cho người khác công việc nên tiến hành bình thường, chưa phải là lúc thay đổi. Cẩn trọng có tiểu nhân hoặc có tin xấu ở xa. Con số may mắn, 69. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. Tử vi tuổi ngọ xem tử vi thứ ba này cho thấy tuổi ngọ đang nhận được sự ủng hộ của chính quan nhờ thế mà con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh đang tiến khá nhanh cơ hội để con giáp này thăng tiến khá lớn ngũ hành tương xung những bất đồng trong quan điểm sống giữa bạn và người ấy càng ngày càng trở nên gay gắt hơn có thể mỗi người đều có lý lẽ của riêng mình nhưng thực sự thì không tìm được tiếng nói chung con giáp này nên hiểu và thông cảm hơn cho đối phương đừng luôn cho rằng mình là người đúng mọi lúc mọi nơi nên nhún nhường hơn để bảo vệ tình cảm lứa đôi thay vì gay gắt tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim dù có gặp sự trắc trở hoặc không vừa ý trong kết quả cũng nên chấp nhận đừng quá chú trọng những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết có tài lộc có tin buồn ở xa nếu là người con trưởng thì nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa mới tốt tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy trong việc trò chuyện giao thiệp nên cẩn trọng có sự trái ý bất ngờ xung đột người đến với mình chỉ đem lại điều hại hoặc tin xấu chuyện tình cảm chỉ là thoáng qua không nên mưu tính sự lâu dài nếu có cầu về hôn nhân cũng nên chậm rãi hoặc vì hoàn cảnh tình thế chưa giải quyết được một cách êm xuôi dễ bị trách oán hàm oan tài lộc không tốt tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa không nên nhúng tay vào chuyện người hoặc không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán hiểu lầm hoặc có sự sơ sót khi xử sự, sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực cẩn trọng trong việc đi lại sử dụng xe cộ máy móc có rủi ro có tin buồn tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nên cẩn thận trong việc di chuyển sử dụng phương tiện xe cộ máy móc ngày có nhiều biến động thay đổi bất ngờ khiến mình phải lo toan chống đỡ sức khỏe không tốt gia đạo bất an có chuyện buồn tin xấu ngày không nên khởi hành mưu sự chuyện lớn tiền và họa đi đôi Tử vi tuổi Nhâm ngọ thuộc mệnh Mộc, ngày không tốt, không nên tiến hành hoặc giải quyết những việc quan trọng, nên chờ tin khác. Có nhiều sự cản trở rắc rối và có nhiều tin tức không tốt về công danh, buồn mạng, tài lộc, tình cảm. Gia đạo có chuyện buồn, bất an. Con số may mắn: năm tám. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: cam, hồng. Quý nhân phù trợ: Tuất mão, dần tử vi tuổi mùi tử vi thứ ba này cho thấy xét về đường công danh sự nghiệp thì tuổi mùi hôm nay đang có cơ hội tốt để thể hiện mình chính ấn không những cho bạn thêm dũng khí thêm động lực mà còn tạo ra thời cơ thích hợp để bạn chứ không phải ai khác trở thành người nổi bật có điều chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được thuận lợi như thế người độc thân chưa tìm được người tâm đầu ý hợp với mình nhưng lại chẳng biết làm thế nào để đối phó với sự thúc ép của người thân với bạn tuổi mùi rất có thể bạn sẽ cảm thấy đơn độc trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc nhưng đừng quá lo lắng vì sẽ có người nhìn thấy được vẻ đẹp tâm hồn của bạn có thể tiến tới chuyện tình cảm nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng của bạn tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim sự mong cầu về tiền bạc dù có đến cũng phải chịu nhiều điều kiện hoàn cảnh khắt khe hoặc nhọc nhằn công việc dù có đang gặp chuyện trắc trở cũng có cơ hội hoặc được quý nhân bè bạn giúp đỡ có tin xa có người khác phái nhờ và mình có sự thay đổi nhỏ về phương hướng làm ăn hoặc nhận được sáng kiến mới để giải quyết công việc kết quả tốt là nhờ sự ăn ở đạo đức của mình đối với mọi người trong quá khứ đã đến lúc có sự thay đổi phương hướng làm ăn hoặc công việc nếu công việc đang trôi chảy và kết quả còn xa thì sẽ bị gián đoạn nửa chừng vì có tin mới sự kiện khác xuất hiện hoặc có khách quý nhân đến cần phải tiếp xúc và giải quyết tình cảm bình thường có tin xa ngày của sự hẹn ước đáo hạn sự mong cầu về tài lộc còn xa chỉ có lộc nhỏ lộc ăn quà tặng nhưng vẫn phải chịu hao tốn nếu có tổ chức tiệc tùng đình đám sự việc sẽ kéo dài không được như ý tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều tin vui hoặc việc làm bình thường sự mong cầu về tài lộc còn chậm hoặc chỉ có lộc ăn quà tặng có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc phải ra đi để giải quyết tiếp xúc chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác chớ nên quyết định tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ không nên dính líu vào chuyện của người khác dù là công việc hay tình cảm sẽ bị nhiều vướng mắc chuyện trong nhà nội bộ nên bàn thảo không nên giấu giếm chỉ đưa đến sự bất hòa đa nghi có sự tu bổ sửa chữa dọn dẹp di rời đồ đạc văn phòng có khách đến tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có sự vắng mặt của người mình mong đợi, hoặc đến chậm. Tình cảm tốt, không nên tin cậy nơi người khác, chỉ siêng năng lúc đầu mà biếng nhác về sau, hoặc chỉ là lời hứa suông. Tài lộc trung bình. Con số may mắn, 19. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi thân vận trình ngày này đang gặp tỷ kiên chiếu mệnh thúc đẩy sự nghiệp của tuổi thân tiến lên khi mà con giáp này biết được mục tiêu của mình ở đâu thế mạnh của mình là gì quyết chiến đấu đến cùng để có được thứ mình mong muốn tử vi hôm nay cũng cho thấy thần may mắn đang đứng về phía bạn chẳng những công danh vượng mà cả tài lộc cũng sung túc kim khí khởi vượng việc kiếm tiền của con giáp này trở nên dễ dàng hơn gấp nhiều lần bạn tuổi thân có thể sẽ có bất ngờ khi tài lộc ùn ùn kéo về nhà mình những chú khỉ đừng dễ dàng từ bỏ bất cứ cơ hội nào mình có thể có được tiền bạc sẽ giúp bạn thấy yên tâm hơn trong những thử thách sau này tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng mọi việc nên cẩn trọng từ từ giải quyết và thu xếp vén khéo công việc có tin thuận lợi về việc làm cũng như về tài lộc không nên giao du quá thân mật hoặc tin vào lời hẹn ước có sự lỗi hẹn hoặc bị thay đổi không nên ở lâu, sẽ vướng vào những chuyện vô bổ. Tài lộc trung bình, sức khỏe không tốt, có tin buồn của người thân, bè bạn. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, nên từ chối, hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết. Cẩn trọng chuyện thị phi, ràng buộc vì lời nói. Việc làm gặp nhiều trở lực, sức ép. Có tin tức về tình cảm ở xa, nên đi xa, rời chỗ. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề sự việc sẽ càng thêm rối rắm và xung đột lẫn nhau tránh tranh cãi xô xát hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác ngày chỉ nên ngồi yên việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy tình cảm không tốt tài lộc kém ngày tuổi của bổn mạng mọi việc đều thay đổi không nên theo đường lối cũ tiền bạc vào nhanh ra nhanh có quý nhân giúp đỡ giao thiệp với người khác phái bất lợi hoặc mình phải lo toan cho họ. Cẩn trọng về sức khỏe không tốt, có khách hoặc có tin tức của họ. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Không nên tiến hành hoặc giải quyết những việc quan trọng, nên chờ tin khác. Có nhiều sự cản trở rắc rối, và có nhiều tin tức không tốt về công danh, bổn mạng, tài lộc, tình cảm. Gia đạo có chuyện buồn, bất an. Con số may mắn, 4, 8. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng. Quý nhân phù trợ tí, thìn, dậu. Tử vi tuổi dậu. Vận trình thứ ba này đang có được dậu thân tương hội, cho thấy người tuổi dậu sẽ không còn phải lo lắng mỗi khi người thân thúc giục về chuyện tình cảm nữa. Bạn đã tìm thấy một nửa của mình, tìm thấy người mình nguyện yêu thương cả đời này có những cảm xúc chẳng thể nói rõ thành lời và con giáp này mong muốn người ấy có thể hiểu được lòng mình hãy mạnh dạn bày tỏ bằng hành động nếu bạn không thể dùng lời nói để nói hết đừng ngại thể hiện tình yêu của mình trong ngày lại gặp kiếp tài ngáng chờ tiền bạc không giữ được trong tay khi mà những chú gà chẳng hề tiếc tay mua sắm mọi thứ cho người thân của mình bạn nên hạn chế một chút cân nhắc kỹ về thu nhập của mình nhé tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy không nên đặt mình vào thế đứng giữa ngã ba đường nên xem vấn đề nào quan trọng hơn thì giải quyết trước tiên chớ để tình cảm xen vào và nên thẳng thắn quyết định dù có sự thiệt thòi về tiền bạc danh lợi chút ít có người đi xa có tin buồn sức khỏe không tốt tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người cơ hội đã giúp đỡ mình tiến thêm thì bất lợi có quý nhân bè bạn người thân đến nên nhu thuận với mọi người tránh mọi sự thị phi tranh cãi có tin không tốt tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ ngày có tin vui hoặc công việc trôi chảy việc đến như thế nào thì làm như thế ấy nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận không có hại tình cảm tốt thuận lợi cho việc giao ước kết bạn đi xa dọn dẹp thu xếp công việc chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư sẽ có người dòm ngó hoặc châm trích tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nếu cầu về tình cảm hôn nhân hẹn ước thì nên tiến hành không nên nghe người ngoài có nhiều sự cản trở bị dòm ngó tài lộc vào ra thất thường có sự gặp gỡ bè bạn người xưa không nên nói trước điều gì sẽ bị ràng buộc sau này tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim ngày có tài lộc nhưng cũng dễ hao tán có sự gặp gỡ hoặc có nhiều tin tức của bè bạn quý nhân người thân nếu có lời đề nghị về công việc thì nên chấp thuận, hoặc đi đến theo sự yêu cầu. Con số may mắn, 6, 7. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, bạc vàng. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. Tử vi tuổi tuất. Xem tử vi thứ ba cho thấy, tam hội cục nâng đỡ, tuổi tuất có một ngày tràn đầy may mắn con giáp này đang sống trong hạnh phúc ngập tràn bên người mình yêu cảm xúc chẳng thể che giấu được bạn hài lòng với những gì mình đang có cộng thêm thiên ấn chiếu mệnh sẽ mách lối chỉ đường cho bản mệnh tìm thấy được lối thoát phía cuối con đường những khó khăn phía trước chẳng thể cản trở được con giáp này những thử thách dù gian nan cũng chỉ khiến bạn thêm quyết tâm hơn tuổi tất ngày này hãy vững tin vào chính bản thân mình sau những khó khăn bạn sẽ thấy mình trưởng thành lên rất nhiều biết đâu đấy, bạn sẽ học thêm được nhiều kỹ năng xử lý vấn đề và nhận được lời khen ngợi của cấp trên. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Nên cẩn trọng trong công việc làm ăn, có kẻ muốn dùng đến luật lệ, quy tắc để khống chế mình hoặc công việc. Ngày có nhiều sự bận rộn, đông người hoặc nhiều nguồn tin nhưng tin tức cần thiết hoặc người cần gặp lại không đến, hoặc chậm chạp. Tài lộc bình thường, tâm tình gia đạo vui buồn lẫn lộn. Không nên dùng tình cảm khi giải quyết công việc tử vi tuổi bính tất thuộc mệnh thổ không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết hoặc gặp người cần gặp chớ nên để sự việc đã xảy ra rồi mới lên tiếng việc gì cũng phải đi trước một bước kẻo lỡ việc về lời ăn tiếng nói giấy tờ phải có sự khéo léo và không nên khẳng định không thành công tài lộc có chút ít tử vi tuổi mậu tất thuộc mệnh mộc nên cúng tế làm phước làm việc từ thiện cẩn trọng đề phòng bất chắc trao đổi ý kiến gặp quý nhân nhờ cố vấn nhẫn nhịn trong sự giao thiệp không nên khơi lại chuyện cũ chỉ gây thêm phiền lòng chớ để người khác níu kéo mình về tiền bạc cũng như về tình cảm tài lộc còn ở xa có tin vui buồn lẫn lộn tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nếu thấy việc trước mắt có lợi nhưng cũng nên đề phòng rủi ro hoặc có người dòm ngó gây sự cản trở cho mình có sự thay đổi công danh, chức vụ, phương hướng công việc làm ăn hoặc nghe tin về chuyện này, nên cẩn trọng trong mọi hành động, di chuyển, đi lại, dễ gặp rủi ro, có tin buồn. Tài lộc chậm hoặc có mà phải chia phần, chi phí, cầm tiền của người khác. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Đã đến lúc cần phải thay đổi phương hướng làm ăn hoặc những công việc đã đến hạn kỳ. Tuy nhiên cũng nên đi tìm nhiều tin tức để khỏi lầm lẫn. Tài lộc không tốt có người thân đi xa, hoặc thay đổi ý định về tình cảm với mình. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi hợi. Hợi trong ngày thứ ba này đang gặp cục diện tương hại, sẽ khiến cho gia đình của con giáp này xuất hiện những vết dạn nứt tuổi hợi không biết phải làm thế nào để có thể xử lý được những vấn đề bất ngờ phát sinh ngoài ý muốn này mặc dù mọi người đều có ý muốn làm hòa nhưng chỉ được ít phút là lại đâu vào đó bất đồng ý kiến là chuyện như cơm bữa dường như không thể nào tìm được tiếng nói chung để tất cả cùng hòa hợp may mắn là trong ngày thứ ba này, đang có được thực thần chiếu mệnh, mang tới tia sáng trong ngày này cho tuổi hợi, khi mà chuyện làm ăn kinh doanh của bản mệnh sẽ tiến triển khá tốt, lợi nhuận thu về cũng lớn hơn, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Cần phải có sự sáng suốt thông minh, lanh lợi khi đối đầu với công việc cũng như chuyện tình cảm. Dù không có sự thiệt hại gì nhưng sau này dễ có sự phiền lòng. Nên song phẳng, chớ nên để tình cảm xen lẫn, có sự thiệt thòi có lợi nhỏ tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ thực hiện điều dự tính thay đổi phương hướng cứ hết lòng với công việc tiền bạc sẽ đến ở một ngày khác chuyện tình cảm chớ nên nghĩ ngợi sẽ có người hiểu mình tình cảm tốt ngày có sự ước hẹn đính ước hội họp tiệc tùng có lợi nhỏ tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc ngày tốt trung bình việc đến như thế nào thì làm như thế ấy tình cảm vui vẻ có tin xa ngày có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn quà cắp dự tiệc việc làm gặp quý nhân hoặc công việc dễ dãi thuận lợi có cuộc đi ngắn hoặc có sự sửa chữa tu bổ mua sắm về đồ đạc tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim chuyện tình cảm không nên quyến luyến mà hãy để tự nhiên chớ nên ràng buộc nhau tình bạn nếu mới gặp gỡ không nên có những lời quá đáng đưa đến mít lòng sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc chỉ là lộc nhỏ tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, nên hoàn trả nợ nần dù đó là chuyện tiền bạc hay về tình cảm. Mối giao hảo này nên giữ lâu dài dù giữa mình và họ có hai lối sống khác biệt nhau. Trong công việc nên bỏ ngoài tai mọi dư luận, trách oán, thị phi. Hãy giữ lấy ý kiến của mình. Con số may mắn 68. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường trắng, bạc. Quý nhân phù trợ tí, sửu mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại